Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Thì video hôm nay mình xin chia sẻ về là vấn đề thực tập sinh có thai thì như thế nào. Thì trước tiên là mình nói về luật trước đi ha. Thì theo đạo luật việc làm bình đẳng ở điều 9 thì cấm việc lấy lý do là phụ nữ mang thai hoặc sinh con để làm lý do đuổi việc và đối xử bất lợi đối với phụ nữ. Thì cái đó là luật pháp, thì trên luật nó là như vậy. À, nhưng mà tình hình thực tế thì cũng có, nói chung có nhiều vấn đề xảy ra về lợi ích của cả đôi bên nữa, cho nên là khi mà các bạn mà biết có thai á, thì mình tìm cách trao đổi với nghiệp đoàn, và nếu mà mong muốn nêu ra cái mong muốn của mình là được ở Nhật để làm việc đến hết kết thúc chương trình thực tập sinh như đã thỏa thuận, thì nếu như mà người lao động có nguyện vọng ở lại Nhật để sinh con thì nghiệp đoàn và công ty thì cũng nên hỗ trợ ha. Ừ, thì tuy nhiên á, trên thực tế á, thì xét về lập trường mà phía người sử dụng lao động á, tức là phía công ty và nghiệp đoàn á, thì chương trình thực tập sinh á, vốn là đi học hỏi kỹ năng tiên tiến, là cái hiệp ước á, để cho người Việt Nam sang Nhật học hỏi kỹ năng tiên tiến và làm việc có lương tại Nhật. Thì thực tập sinh á, được đào tạo và làm việc với dạng là nhân viên chính thức, thì công ty vốn dự kiến là tuyển dụng bạn vào những năm đó, vào những thời điểm đó thì người ta cũng sẽ dự kiến là tương đương với những cái hoạt động và những cái nội dung công việc phù hợp và số lượng người phù hợp để xử lý việc của công ty. Thì nếu mà thời điểm đó mà các bạn đột ngột có thai, không có đi làm được nữa trong một thời gian như vậy á, thì tạm thời công ty sẽ thiếu nhân lực, và thiếu nhân lực thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của công ty, nói chung là ảnh hưởng một vài thứ đến công ty. Cho nên là công ty và nghiệp đoàn thì có một số nơi cũng làm khó các bạn, thì cái này là về về mặt không phải là pháp luật, về mặt mà đạo lý với lại về mặt mà thực tế thì mình cũng có thể hiểu rõ ha. Do đó mà khi mà các bạn mà lỡ mà mang thai rồi á, thì mọi người nên bình tĩnh thảo luận với công ty để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất và không bị bất lợi cho bản thân. Thì nếu mà các bạn nào mà lỡ mà mang thai rồi á, thì có câu hỏi gì á, thì cứ nhắn tin cho mình trả lời được cái gì thì mình sẽ trả lời ha. Bởi vì mình làm việc ở văn phòng cho nên là cũng không có phải là hỗ trợ các bạn, cũng không phải là cơ quan hỗ trợ các bạn, cho nên là không có cái tư cách mà để hỗ trợ các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn có vấn đề gì đó mà muốn tư vấn hay là muốn tìm cái hướng giải quyết á, thì các bạn có thể để lại câu hỏi bên dưới, mình đọc và mình sẽ trả lời nha. Thì các bạn khi mà lỡ có thai rồi á, thì mình phải bình tĩnh, mình đừng có tự ý uống thuốc tránh thai. Thì khi mà tự ý uống thuốc tránh thai rồi đó, hoặc là tự ý mà đẻ non rồi bỏ con rồi đó, thì hoặc là uống những cái thuốc mà gọi là dân gian á, để mà gọi là cho thai ra, là gọi là để cho sảy thai đó, thì cái đó là cũng rất là nguy hiểm, nên mà mọi người chú ý mình đừng có tự ý làm như vậy ha. Đó thì mình cứ bình tĩnh trước đã. Đó thì về khái quát là như vậy. Rồi mình xin nói một hai ba trường hợp cụ thể, là trường hợp mà các bạn muốn sinh con ở Nhật thì sẽ như thế nào, rồi trường hợp mà các bạn ngưng hợp đồng về Việt Nam thì sẽ như thế nào, và trường hợp mà muốn sinh con về Việt Nam một lần sinh con rồi sau đó tiếp tục quay lại Nhật nữa thì sẽ như thế nào ha. Thì mình nói trường hợp thứ nhất là sinh con ở Nhật. Thì nếu như mà các bạn muốn sinh con ở Nhật á, thì các bạn sẽ không có được đi làm việc trong cái thời gian này, tức là trước thai sản 6 tuần và sau thai sản dự tính từ ngày sinh là 8 tuần. Thì trong thời gian này theo luật đó, là các bạn không có được đi làm, mình phải nghỉ ngơi ha. Rồi hơn nữa, nếu mà các bạn sinh con ở Nhật đó, thì các bạn được hưởng chế độ nghỉ chăm con, cho dù bất kể là visa gì, nếu mà hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên ha. Rồi sau khi sinh con xong á, thì bắt đầu làm việc trở lại và có thể gia hạn visa thực tập sinh như bình thường đến khi kết thúc chương trình thực tập sinh theo dự kiến. Trường hợp mà các bạn mà lúc mà sinh con á, thì lúc mà có thai á, thì gần hết hợp đồng lao động và gần hết visa, nhưng mà bởi vì ở Nhật để sinh con không có về nước được, cho nên là tư cách lưu trú sẽ bị thực tập sinh sẽ bị hết hạn. Thì theo luật của Cục Xuất nhập cảnh điều số 3 điều 19, theo luật số 3 điều 19 sẽ được cấp tư cách visa tục TK-TUDL trên 3 tháng. Thì đối với loại visa này thì các bạn cần phải nộp đơn xin thay đổi
đổi tư cách lưu trú mới được, chứ người ta không có tự cấp cho các bạn ha. Đó, xin thay đổi tư cách lưu trú, nộp đơn và giải trình thì các bạn mới có thể được xem xét và được cấp visa thuộc TK Tudo trên 3 tháng để ở lại Nhật sinh con ha. Thì trẻ em á, mà được sinh ra nếu như mà không có cách nào để mà xin tư cách lưu trú á, thì tạm thời có thể được phụ thuộc vào tư cách lưu trú của người mẹ. Tức là trẻ em ở cái thời điểm này á, là các bạn, ví dụ như các bạn chưa đăng ký kết hôn đi thì chưa có xin được tư cách lưu trú cho con theo người cha, hoặc là người cha cũng là visa thực tập sinh hoặc là như thế nào đó mà không có xin được tư cách lưu trú, thì người tư cách lưu trú của người con sẽ tạm thời là phụ thuộc vào tư cách lưu trú của người mẹ ha, là tục TK Tudo nha. Thì sau khi mà các bạn biết có thai á, thì các bạn phải nộp đơn nói với nghiệp đoàn á, và công ty là nộp đơn thông báo với cục xuất nhập cảnh về việc mang thai, thay đổi kế hoạch và nội dung thực tập sinh mới được nha. Đó là trường hợp các bạn ở lại Nhật sinh con. Rồi trường hợp thứ hai là các bạn về Việt Nam một lần sinh con mà không có kết thúc chương trình thực tập sinh nha, về rồi sinh con xong rồi quay lại Nhật để làm việc tiếp. Thì mà khi các bạn quyết định về nước sinh con á, thì phải thảo luận với nghiệp đoàn và công ty nhờ họ hỗ trợ để việc tạm thời về nước được diễn ra suôn sẻ. Thì trước khi về nước á, tạm thời á, các bạn phải làm thủ tục thông báo đến cục là các bạn có thai, rồi về nước để ngưng thực tập sinh một thời gian rồi sau đó sẽ quay lại ha. Cái này thì thông báo với nghiệp đoàn, với công ty để người ta làm thủ tục cho. Rồi sau khi sinh con xong á, thì nộp đơn giải trình kèm chi tiết xin quay lại Nhật để tiếp tục chương trình thực tập sinh. Thì cái này mà lúc mà làm đơn xin về Việt Nam để sinh con á, thì người ta sẽ, các bạn hỏi thì người ta sẽ hướng dẫn ha. Đó là cái trường hợp mà về Việt Nam sinh con mà vẫn sau khi sinh con vẫn quay lại với dạng thực tập sinh ha. Rồi trường hợp thứ ba là kết thúc chương trình thực tập sinh giữa chừng, tức là sau khi các bạn biết các bạn có thai thì các bạn tự nguyện hoặc là có một số lý do nào đó các bạn kết thúc chương trình thực tập sinh và về nước luôn, thì gọi là kết thúc giữa chừng đó, thì nghỉ ngang đó, nghỉ ngang giữa chừng đó, thì các bạn thông báo với nghiệp đoàn, với công ty, rồi sau đó làm thủ tục kết thúc chương trình thực tập sinh với cục xuất nhập cảnh và với những cơ quan có liên quan như là cơ quan quản lý thực tập sinh các kiểu ha. Thì đối với, đặc biệt đối với cái việc mà kết thúc thực tập sinh giữa chừng á, thì sau này các bạn sẽ khó có thể quay lại Nhật lắm. Nếu như mà các bạn đóng thuế, đồ bảo hiểm, đồ đầy đủ và trong lúc ở Nhật á, không có vi phạm gì á, thì có thể là sau này kết hôn với người Nhật hay người vĩnh trú hay là visa kỹ sư gì đó thì có thể là sẽ bảo lãnh được sang Nhật lại. Nhưng mà để mà đi dạng khác như là lên tục Tigino gì đó thì các bạn sẽ, nói chung là sẽ khó có thể là quay lại với dạng này lắm nha. Hoặc là đi dạng du học sinh thì cũng rất là khó để quay lại dạng này. Cho nên là khi mà các bạn mang thai thì các bạn phải suy nghĩ cho kỹ là mình có nên kết thúc thực tập sinh giữa chừng hay không. Bởi vì khi mà chưa có hoàn thành thực tập sinh đó, thì sau này sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu như mà bỗng một ngày đẹp trời các bạn muốn quay lại Nhật với một tư cách khác thì sẽ gặp khó khăn, cho nên là mọi người lưu ý ha. Thì video mình chia sẻ đến đây, mong rằng video sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Nếu mọi người thấy video có ích thì hãy nhấn theo dõi kênh, nhấn thích để ủng hộ video của mình. Rồi video này thì mình muốn mọi người chia sẻ rộng rãi để nhiều bạn hiện tại là thực tập sinh ở Nhật đó biết được cái thông tin này, và các bạn có thể yên tâm làm việc, không có bị gọi là bị bấn loạn tinh thần á, khi mà lỡ xảy ra những vấn đề như vậy ha. Thì cảm ơn tất cả mọi người, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.